Chào cả nhà đã đến kênh của mình. Bữa nay Trang làm món cá sặc hoa tiêu nha cả nhà. Cá sặc mình đã rửa sạch hết trơn nè. Trước mình ướp cho vậy. Cả nhà đợi mình tí xíu nha. Thấy miếng muỗng đường cả nhà, sao qua đây nước màu, mình đã thắng rồi. Mình ướp khoảng 15-20 phút đi rồi ha, kho cá nó thấm và cứng hơn. Cá ướp xong rồi nha cả nhà, giờ mình bắt lửa lên kho nha cả nhà. Mở lửa nhỏ nhỏ thôi. Giờ mình mở nắp cá lên. Giờ mình mở nắp lên. Chở cá cho nó thấm. Đừng có quậy nha cả nhà. Đây. Cho mở vô cho thấm cá. Cho cá để mở nó mới ngon. Để nắp lại. Để lửa nhỏ thôi. Cá sắp xong rồi nha cả nhà. Đây. Giờ mình đã nấu cái ớt nha. Lửa riu riu thôi, kho cá lửa riu riu cho nó thấm cá, lửa lớn thì cá nó không có ngon. Rồi cho nó hơi cạn nước chút thì mình cho tép mỡ vô nha cả nhà. Cá mình sắp xong rồi cả nhà, bây giờ mình cho miếng tiêu vô, tắt lửa. Cả nhà thấy cá này hấp dẫn thì cho mình một like và một share nha cả nhà. Đây. Cá sặc kho tiêu nha, ăn với cơm rất ngon, chấm rau muống đồng nha, rau muống xào nha. Giờ mình bắt chảo xào rau muống nha cả nhà. Rau muống xào tép mỡ nè. Tỏi đá vàng nha cả nhà. Giờ mình cho rau muống, đây là rau muống đồng nè. Muống nha cả nhà, rau muống đồng nha cả nhà. Hãy
có muốn nó xào xong nha cả nhà. Chút là ăn cơm với cá sặc kho tiêu á cả nhà.